Đây mọi người thấy này, khá là đông và nhộn nhịp này. 11 giờ đêm, đấy, người đổ tới nhà thờ Đức Bà này, đấy, ngồi nói chuyện này, cũng như là uống cà phê thôi chứ không có ăn uống gì nhiều đâu. Rất là đông. Bây giờ thì mình cùng đi vào bên trong này. Đấy, khu vực này thì nổi tiếng cứ càng về khuya thì càng đông người tới. Đông nghịt nhất là các bạn nữ. Đấy. Đấy, đông, rất là đông luôn, khu vui chơi. Đấy, Hải thấy chắc là cái chỗ cái hàng đá mọi người này, đây đẹp lắm. Đấy, bây giờ vào quay cho mọi người xem nha. Đây, cái hang đá này đẹp lắm. Đây, hôm nay thì sẽ quay từ dưới lên trên cho mọi người xem một xíu. Khá là đẹp mọi người, đấy, trang trí đèn led. Về ban ngày thì mình chỉ thấy nhân giáo thôi, nhưng về đêm thì có những hệ thống đèn led này nó đẹp lắm. Đồng ghê luôn. Thì bây giờ thì mình cùng về khu vực Diamond thôi mọi người. Đang ngồi bên này, đang ngồi đây này. Khu vực bưu điện thành phố này thì lúc nào nó cũng vậy, không chỉ là cuối tuần đâu mà ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy luôn á.
Đó, nhìn này. Bên Highland trang trí cũng khá là đẹp này. Đây. Ở đây thì có cái nhà rửa xe đó mọi người. Có uống cà phê sau đấy để xe ở đây mình ra đây đi dạo. Giờ này thì ở đường xá trọ đóng cửa rồi nhưng mà lượng người bên Diamond thì cũng còn đông lắm. Hôm nay thì nhà văn hóa thiên nhiên cũng đang trước cái lễ hội chay, nhưng mà hôm nay Hải thì muộn quá nên không tới quay cho mọi người xem được. Đây là mọi người này, đấy, đây chụp hình này, cùng với gia đình này. Cái góc này chụp nguyên được cái tòa Diamond luôn. Chỗ này thì nó đi lại nhiều lắm nên nhiều khi đi cẩn thận một xíu nhé. Dù là đêm rồi nhưng mà còn rất là đông người đứng chụp hình. Thực sự là khu này không bao giờ ngất người luôn á, ngày cũng vậy mà đêm cũng vậy.
Vâng, thì bây giờ thì mình tiếp tục về khu vực Hồ Con Rùa nha mọi người. Đấy. Rất là đông. Đây, cho mọi người xem này. Nơi tối này. 11 giờ 4 phút rồi. Tiệm cà phê này và đang còn có khách nha mọi người. Dù đã tắt điện rồi này, đây cũng có khách vẫn đang ngồi uống cà phê đây. Ở bên này là bên Highland Coffee. Giờ này cà phê đèn dầu đóng cửa ở đây. Đấy, qua quay mọi người xem một xíu. Đấy, khu vực ăn uống này thì họ đã đóng cửa rồi. Thì cà phê đèn dầu giờ này cũng đóng cửa mọi người ạ. Giờ thì mọi người đang tập trung về Hồ Con Rùa này. Giờ này về khu vực Hồ Con Rùa này tương đối là nhộn nhịp đấy, thì mình cùng về đấy một xíu mọi người. Cái cũng muộn thì muộn rồi thì mình đi dạo thêm một xíu nữa. Hồ Con Rùa đi dạo quanh một vòng, quay cho mọi người xem. Ở bên này thì có cái nhà hàng 79 này, khá là đẹp, trang trí lộng lẫy ghê. Phố 79, ở đây nó có mấy cái chi nhánh luôn đó. Ở đường Sư Nguyệt Ánh cũng có một cái này. Ngay bên này là quán nhậu nhạc đặt sâm sình đông ghê luôn đó, đông kín luôn nha, không có bàn luôn đó. Kiểu với cái chỗ này mình không đặt không có bàn luôn. Cuộc sống Sài Gòn về đêm rất là sướng. Cảnh 11 giờ đêm rồi. Ăn nhậu, bay nhảy. Bây giờ về khu vực Hồ Con Rùa này. Đông. Dạo quanh khu vực Hồ Con Rùa một xíu. Đấy, rất là đông luôn đó mọi người. Ngồi cà phê đây. Đấy, nó khác hoàn toàn so với hôm trước mình quay không? Quay là khoảng hôm trước là mình quay tháng 8 giờ tối thì nó còn hơi nó thôi.
gì trời. Yeah.